vì lúc đó là bản năng rồi, nó không còn lý trí nữa đâu. Ngu xuẩn nhất có thể, nham hiểm nhất có thể. Sao rồi? Ổn không? Lộ rồi. May là tôi nhảy xuống sông kịp đó. Không đâu là bị hành xử nó tóm rồi. Vậy hàng đâu? Tao phi tan rồi. Cứ về hoài, điện đâu mà đền cho chị hai? Thì làm, tao không muốn chuyện này xảy ra một lần nào nữa đâu. Nhắm làm được thì làm, không làm được thì lỡ. Đại ca, hãy để em tìm người thế. Bây giờ không muốn tin tưởng bố con thằng nào được. Tao thấy thằng Phúc Cầm nói đúng đó. Hay là kiếm đại một người nào thế mạng đi. Cái quan trọng là bây giờ ai làm được chuyện này, tao đích thân sẽ đi tìm. Trước sự truy bắt gắt gao của lực lượng công an, nhóm tội phạm này buộc phải thay đổi phương án vận chuyển và buôn bán chất cấm. Vậy ai sẽ là đối tượng mà chúng nhắm đến? Liệu những con người lương thiện có bị nhóm của Đạt sai khiến? Dạo này tôi nghe nói tôi túng quần lắm hả? Ừ, nhưng mà có chuyện gì không? Để con giới thiệu cho chú công việc này nha. Con bảo đảm với chú luôn, chú không cần làm cái gì hết mà cũng có tiền nữa, dễ làm lắm. Làm gì có chuyện đó, không làm có tiền. Chú chỉ cần biết chuyện hàng con thôi. Thôi, tao đâu có ngu đâu. Làm chuyện đó ở tù đi chơi. Chú làm cái gì mà la lớn quá vậy? Chỉ là đi chuyển hàng thôi mà, đơn giản lắm nhưng mà có tiền nhiều. Thôi, tiền xe 80.000 đưa đây, để tôi đi. Đây, tiền của chú đây, còn dư thì chú cứ lấy. Còn đây là danh thiếp của con, khi nào cần hay là túng thiếu quá thì chú cứ gọi cho con. Con thì tiền không thiếu, mà con nghĩ chắc chắn là chú sẽ gọi con sớm thôi. Gắn bó với nghề xe ôm cũng đã lâu, ông Sáu luôn ý thức được công việc của mình. Trước sự cám dỗ của đồng tiền, liệu ông có trở thành người tiếp tay cho những kẻ tội phạm? Kế hoạch dụ lỗi dài của tao thất bại rồi. Kỳ này mà không có người giao hàng thay, thế nào bọn hành sự cũng tóm tao cho mà coi. Vậy giờ mày tính sao? Ở trong xóm có một lũ mê cờ bạc, mày cứ tìm đại thằng nào đó không có khả năng trả tiền, cho nó chết thay đi. Tưởng chuyện gì khó, chứ chuyện này dễ mà. Thằng con trai của ông già vậy số cờ bạc, thiếu tiền nhiều lắm.
Vậy thì mình cứ cho nó vào rõ đi. Mày không có tiền tới chỗ của tao đánh bài. Thắng thì mày lấy, thua thì mày chạy. Bây giờ mày xin hả? Tao kêu mày dừng chưa? Đập nó! Nè nè! Dạ anh Hùng. Tụi mày đang làm cái trò gì vậy? Dạ thằng này nó chơi bài chỗ em, thua rồi bỏ chạy anh Hùng. Về đây tụi mày kéo bài của lũ, đánh nó, gây mất trật tự công cộng. Công an vô làm việc, dẹp cái sòng bài của mày luôn. Mày ăn cái gì mà ngu quá vậy? Dạ em xin lỗi anh Hùng. Nó thiếu mày nhiêu tiền? Dạ 50 triệu anh. Có vài chục triệu à. Mà tụi mày quay sùm như vậy, mày có muốn làm ăn đây nữa không? Cái đầu của mày để chân hả? Biến. Thằng nào mà quay đây nữa, tao chặt cái tay. Biết. Hôm nay mày hên lắm. Không sao thì về đi. Mà nè, tụi thằng bảy nó không tha cho em đâu. Có anh nên tụi nó nể mặt thôi. Chứ ngày mai, ngày mốt nó kéo tới đốt nhà em giờ đó. Em về mua quan tài sẵn cho ông già đi. Từ nhỏ đã giao du với nhóm bạc xấu, dính vào cờ bạc, rồi thường xuyên thiếu nợ ngoài xã hội. Lần này do tật xấu của mình mà chàng thanh niên này dính vào bẫy của nhóm Đạt. Dần dần Vương trở thành người vận chuyển chất cấm mà gia đình không hề hay biết. Đừng để tụi bay cập đến quậy nhà em. Cứu em anh Hùng. Nín đi. Đàn ông con trai mà khóc lóc cái gì? Anh có nói là không giúp mày đâu. Chỉ cần mày ngoan, nghe lời của anh, cái mối chuyện anh sẽ lo được hết. Bây giờ thì đi nhậu với anh. Ủa chứ, con mới học về hả? Coi con phụ ba cho bọn cỏ đi con. Ba tranh thủ ra chạy mấy cú sơm kiếm tiền mua thuốc. Thôi đi ông ơi, tuổi trẻ của tôi đâu thể vùi đầu vô mấy con bò này được. Con nói gì vậy hả? Con suốt ngày đi điêu lỏng ngoài đường á, rồi dính tới cờ bạc, rồi tụi giang hồ á nó tới tìm ba nè. Chuyện của tôi không để liên lụy tới ông đâu, đừng có lo. Dương, Dương. Mày có chút xíu chuyện à, mày cũng làm hư nữa. Anh Đạt ơi, em không quen làm việc này. Gặp công an em sợ quá, em vứt hàng xuống sông rồi. Mày nói cái gì? Mày vứt hàng xuống sông hả? Mày có biết lần trước mày còn nợ tiền cờ bạc anh em tụi tao mà chưa trả? Chó, tao không nói cho mày biết trước, bây giờ mày phải trả gấp đôi số tiền đó nghe chưa? Em xin lỗi anh. Anh Đạt kiếm gì khác cho em làm trả nợ được không? Chứ việc này em không quen. Em thằng chó, mày rút lui nè. Mày rút lui rồi công an nó tóm mày. Tụi mày khai với anh em tụi tao được sao hả? Em hứa em sẽ không khai đâu. Ba em đang bị bệnh, nếu mà biết chuyện này ba em lên tim chết. Tao nói cho mày biết, mày mà dám rút lui, không đợi ông già lên tim đâu. Kế hoạch đã có và con mồi đã rơi vào bẫy. Nhưng khi cậu thanh niên trẻ này vướng vào thì mới nhận thức được hậu quả. Càng ngày Vương càng lo lắng và muốn dừng lại việc vận chuyển ma túy cho nhóm Đạt. Chạy đâu như cướp vậy?
Bà, có ai hỏi tôi, bà nói mấy tháng nay tôi không có về nhà nha. Có chuyện gì? Hả? Chuyện của tôi, ba đừng có quan tâm. Tôi tự lo được. Mày đứng lại. Có chuyện gì đúng không? Mày nói tao nghe liền. Thì tôi thua bài thằng Bảy Cập nhiều quá. Bây giờ nó bắt giờ thằng Trắng để trả nợ. Cái gì? Mà mấy bữa nay công an truy lùng, cho nên bây giờ tôi phải đi trốn vài hôm. Nhận thấy việc làm của mình đang bị công an theo dõi và trước sau gì cũng bị lực lượng chức năng truy bắt. Tuổi trẻ thiếu chín chắn, nghĩ rằng đi trốn sẽ giải quyết được vấn đề. Nhưng chính cái suy nghĩ này đã đưa Phương vào nguy hiểm. Bây giờ em chỉ xin anh cho em nghỉ thôi. Thật sự là em rất sợ rồi. Mày tính toán sao mà đủ? Lần trước em đi cho anh đủ 5 lần rồi mà. Vậy còn chuyến hàng mà dục xuống sông thì sao? Ai là người chịu trách nhiệm? Mày phải đền! Anh ơi, anh làm sao mà em đền nổi? Thằng này nó đã không làm thì mày đừng có ép nó. Trước sau thì cũng hư chuyện thôi, chi bằng mày cho thằng cha của nó vào tù thay đi. Số hàng lần này từ biên giới về rất là quan trọng. Bằng mọi giá mày phải ép thằng cha đi thay. Đừng lo ba em được không? Mày biết làm gì rồi đó. Chưa, còn nữa, mời chú. Ba ơi, cứu con. Con đau quá ba ơi. Alo chú Sáu. Chú Sáu khỏe không? Tính ra chú Sáu cũng vô phước quá ha. Đẻ được của thằng con ăn hại như vậy. Hay là con thay trời hành đạo. Quăng nó xuống sông vậy chú Sáu. Đừng. Đừng làm đau con tôi mà. Cái gì muốn gì? Tính ra chú Sáu già rồi. Mà cái đầu cũng còn minh mẫn quá à. Tụi con có muốn gì đâu. Tụi con gì muốn. Chú làm shipper. Giao hàng tụi con rồi mà. Bà nè, chú đừng nghĩ tới chuyện báo cảnh sát nha. Nếu không thì đừng. Từ dụ dỗ, ép buộc và lôi kéo đến cả người lương thiện vào đường dây của những kẻ bất lương, chúng không ngần ngại dùng những trò dơ bẩn không đạt được mục đích của mình. Song những hành vi của nhóm Đạt, Hùng chắc chắn không qua khỏi mắt của lực lượng chức năng. Đáng thương nhất có lẽ chính là ông Sáu. Từ một người lương thiện, ông phải bước qua làn ranh tội lỗi. Thằng già đó nhắm tin tưởng được không? Chị hai yên tâm, nếu mà bị lộ, cho hai cha con nó chết chung luôn. Vậy tao đi qua biên giới trước, có xảy ra chuyện gì, tụi bay biết tự lo rồi phải không? Cứ theo kế hoạch mà làm. Mày biết làm gì rồi chứ? Giờ rồi mà thằng già vẫn chưa tới. Mày xem định vị coi ông tới đâu rồi. Cách đây có 200 mét à, chắc mấy phút nữa là ông già đã tới. Chú ơi, chú gì thế cậu? Chú cho con hỏi thăm đường về ấp 3 còn xa không vậy chú? Đường về ấp 3 hả? Dạ. Còn khoảng 500 mét nữa. À, dạ, con cảm ơn chú.
có chút xíu chuyện mà ông làm không được nữa không dạ? Theo như anh em tụi mình tính toán thì khu vực trong đây cũng rất là an toàn. Mày cứ theo định vị của lão ta, nếu tới đó có biến, ống sẽ chạy luôn. Chúng tôi đau quá. Chúng tôi là cảnh sát hình sự. Hiện tại trên xe của chú đang vận chuyển số lượng ma túy rất lớn. Tôi bị ép. Nếu chú muốn có sự khoan hồng của pháp luật, hãy thực hiện theo kế hoạch của chúng tôi. Nhưng tôi sợ tụi nó giết chết con tôi. Chú yên tâm đi. Chuyên án này chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ. Con chú sẽ được an toàn. Nhưng mà vi phạm pháp luật đến đâu, chúng tôi sẽ xử lý đến đó. Lâu sau, lực lượng công an đã triệt phá được đường dây vận chuyển và mua bán ma túy. Các đối tượng liên quan đều chịu tội trước pháp luật và nhận bản án cao nhất từ chung thân đến tử hình. Riêng Phương và ông Sáu sau khi được giải cứu và giúp lực lượng chức năng hoàn thành chuyên án cũng như thành khẩn khai báo thì cũng nhận một bản án đúng người đúng tội. Mà nói tao nghe liền. Thì tôi thua bài thằng Bảy Cập nhiều quá. Bây giờ nó bắt giờ thằng Trắng để trả nợ. Cái gì? Mà mấy bữa nay công an truy lùng, cho nên bây giờ tôi phải đi trốn dài hơn. Nếu biết con mình bị xúi dục và vô tình phạm pháp, ông Sáu nên khuyên Vương đi trình báo công an hoặc chính cá nhân ông phải làm việc này để tránh gây hậu quả nghiêm trọng. Và cá nhân cậu thanh niên này sẽ được khoan hồng của pháp luật. Đừng lo ba em giờ cục. Dương, mày nghe bà nói, mày đi giao hàng trắng là mày đã phạm tội rồi đó. Vậy bây giờ thì tôi phải làm sao? Bàn tay tôi đã quá dơ bẩn rồi. Bây giờ mày phải nghe lời ba, lên trên công an á, trình báo tất cả mọi việc. Có như vậy thì mày mới tự cứu lấy mày thôi. Em lại anh Hùng, đừng để tụi bay cập đến quậy nhà em. Cứu em anh Hùng. Vương phải nhận thức rõ khi giao du với những nhóm thanh niên hư hỏng ngoài xã hội, hậu quả để lại rất nghiêm trọng. Trong tình huống như vậy, chỉ có một cách duy nhất để giải thoát cho chính mình là nhờ pháp luật can thiệp. Em biết em nợ tiền cờ bạc, nhưng tụi thằng Bảy nó dụ em. Cảm ơn anh Hùng đã giúp em. Còn tụi thằng Bảy, em sẽ báo công an. Mày, qua vụ việc này em rút ra bài học, và kể từ bây giờ em sẽ không bao giờ cờ bạc nữa.